chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đã đến với kênh truyền thông của chúng tôi. Thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý vị mọi sự an lành và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông, ngoài các thương vụ vũ khí Việt Nam mua từ các nước tiên tiến, Việt Nam cũng mở rộng hợp đồng đối với các đối tác trong khu vực, đặc biệt là các nước trong khối ASEAN. Chỉ những nước này có khả năng chế tạo các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại, thích ứng với các cuộc đối đầu trên biển có khả năng xảy ra trong tương lai, phù hợp với túi tiền của Việt Nam. Một trong những chiến dịch được cho là có thể lưu danh sử sách chính là phi vụ của Cục Tình báo Quân đội Tổng cục 2, hợp pháp 2-3 tàu tên lửa tấn công nhanh của Singapore tại hải cảng của nước này. Kính thưa quý vị khán thính giả, trước tình hình Biển Đông ngày càng gia tăng căng thẳng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình, ngoài việc trang bị tàu ngầm, tàu khu trục, các chiến hạm mang tên những vị vua và anh hùng dân tộc trong quá khứ như Lý Thường Kiệt, Đinh Tiên Hoàng, Quang Trung, v.v. Việt Nam cũng ưu tiên sử dụng các loại tên lửa tấn công nhanh bởi sự cơ động và tính hiệu quả của nó. Trong đó có lớp tàu tên lửa tấn công nhanh Monia là 124,8, mệnh danh tia chớp, là lớp chiến hạm có dàn hỏa lực mạnh nhất của Hải quân của nhân dân Việt Nam hiện nay. Hiện tại Hải quân nhân dân Việt Nam đang có trong biên chế tổng cộng 8 tàu tên lửa tấn công nhanh. Tia chớp trong đó có 2 chiếc đầu tiên mang số hiệu 375, 376, được đóng tại Nga. 6 tàu còn lại do tổng công ty Ba Son sản xuất theo giấy phép chuyển giao. Điểm nổi trội của Molira 124,8 là mặc dù kích thước rất nhỏ nhưng lại sở hữu tốc độ rất nhanh, được trang bị hệ thống điện tử không thua kém một chiến hạm 2008 và đặc biệt là mang giàn khoan hỏa lực mạnh với 16 tên lửa hành trình chống hạm KH-38EU. Loại tên lửa này theo công bố của nhà thiết kế đã có tầm bắn 130 km, tốc độ cần âm mát 0.8, mang theo đầu đạn bắn xuyên giáp, trọng lượng 145 kg, độ cao hành trình khi tiếp cận mục tiêu 14 bếp và hạ xuống chỉ còn dưới 5 m. Khi bước vào giai đoạn công kích, mặc dù lợi hại như thế nhưng vừa qua đã xuất hiện một thông tin mới nhất rất đáng chú ý liên quan đến vũ khí trên. Thông tin đáng chú ý đây là về tầm bắn của tên lửa có thể trang bị trên tàu Morira Việt Nam. Nếu được xác nhận chính thức thì đây thực sự là một bất ngờ lớn. Hiện tại dự án chế tạo tên lửa KCT-15 theo UAV vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng nó chưa được sử dụng ngoài thực địa. Vậy liệu có phải vũ khí trên chính là KH-35U hay không? KH-EU giới thiệu lần đầu tại triển lãm Mark 2015 so với người tiền nhiệm thi hình, dáng cũng như kích thước bên ngoài của KH-35EU. Không có sự thay đổi lớn, trọng lượng chỉ nặng hơn một chút, nhưng chờ động cơ mới và phương thức dẫn đường tiên tiến mà tầm bắn đã tăng vọt lên tới 260 km, vận tốc tối đa đạt Mach 0 phải tránh 8 lần đầu do radar. Chủ động trên tên lửa bắt được mục tiêu từ cự ly 50 km. Nếu tên lửa tên KH-35EU đã có mặt trên các tàu tấn công nhanh giá 124-198 của Việt Nam, chỉ rõ ràng sức chiến đấu của chúng đã tăng vượt bậc so với nguyên bản và tháng trước. Tàu tên lửa đã tấn công tiêu diệt một tàu hải cảnh của Trung Quốc ở khoảng cách gần 100 km. Chỉ cần chỉ bằng một quả đã làm cho giới quân sự diều hâu Trung Quốc choáng váng. Khi con tàu trên ngăn ngừa, phun vòi rồng và đâm chìm hai tàu của ngư dân Lý Sơn trên quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên thời gian gần đây, trước sức ép về số lượng độc đáo của tàu Trung Quốc hiện diện trên vời Nam, đặc biệt là tại quần đảo Trường Sa, Việt Nam đã lên kế hoạch trang bị thêm cho mình số lượng tàu tên lửa tấn công có tính cơ động cao như trên để bổ sung vào đội ngũ tàu tên lửa tương đối khiêm tốn của mình. Kính thưa quý vị, vào khoảng đầu năm 2021, Biên phòng Việt Nam quyết định tìm cách bổ sung vào lực lượng hải quân của mình những tàu khu trục đời mới và ký hợp đồng mua 3 chiếc tàu tấn công nhanh do Singapore sản xuất. Tuy nhiên sau khi biết được thông tin này là do áp lực từ phía Trung Quốc quá lớn nên đã gây trở ngại cho thương vụ mua bán trên, NAVFO quyết định
sẽ không bán 3 tàu tấn công nhanh đang trong quá trình hoàn thiện. Cho biết Việt Nam do áp lực từ Trung Quốc, bởi Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nền kinh tế, nhưng phí ít, vẫn chưa hoàn thành công việc đàm tàu, chưa muốn dừng giữa chừng vì không muốn công dân của mình bị mất việc và có thể bán cho nước khác. Sau khi hoàn tất, ngay lập tức phía Việt Nam đã lên một kế hoạch sử dụng các Việt kiều nước ngoài với vỏ bọc là những nhà đầu tư, kinh doanh không ưa chính quyền Cộng sản Việt Nam và chết thành lập các công ty ma trong lĩnh vực hàng hải ở Singapore. Sau đó tìm cách mua lại các tàu tấn công nhanh đã được Singapore với lớp vỏ bọc là mua tàu thăm dò dầu khí của mình. Hợp đồng bán các tàu tên lửa để bảo vệ các hoạt động trước công ty thăm dò dầu khí đã được Bộ trưởng Quốc phòng Singapore chấp thuận chỉ trong thời gian ngắn. Có tàu trong tay công ty ma của tình báo trong cuộc bắt đầu thực hiện những chuyến ra khỏi dã nhằm che mắt Singapore, cho đó là kế hoạch cực kỳ chi tiết nhằm đưa hơn 30 thủy thủ và thuyền trưởng từ Úc tới Singapore để thực hiện phi vụ đào thoát lịch sử. Cuộc đào thoát được phát động, Việt Nam còn chuẩn bị sẵn một tàu tiếp nhiên liệu, giả dạng tàu buôn chờ sẵn ở vùng biển ngoài hải phận quốc tế để tiếp nhiên liệu cho 3 tàu tên lửa tấn công, thực hiện cuộc hành trình về tới cảng trong lành. Đúng 2 tiếng sau cuộc đào thoát, một phóng viên BBC đến công ty ma của tình báo Tổng cục 2 để làm phóng sự về công ty thăm dò dầu khí trên đã đưa tin rằng tất cả mọi thứ ở đây đã bốc hơi cùng toàn bộ trang thiết bị này. Tình báo Hoa Nam Trung Quốc mới ngã ngửa nhận ra, sưu tập và cho rằng 3 con tàu trên đã lừng khừng lênh đênh ngoài khơi Thái Bình Dương để đi tới Australia. Một kế hoạch hoàn hảo và đầy ngoạn mục giúp cho tiềm lực, sức mạnh hải quân Việt Nam có thể nâng cao để sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc xâm lược nào từ Trung Quốc. Diễn biến tiếp theo của sự kiện đang gây xôn xao dư luận này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp cho quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị khán thính giả, trong một chủ đề có liên quan, chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến David Baker nói trên một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là không thể tránh khỏi việc triển khai lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể làm chậm lại việc Trung Quốc sẵn sàng mở rộng biên giới và bắt nạt các nước láng giềng. Ông Bất Diện đã nói rằng, tôi không đồng ý với những người nghĩ rằng chiến tranh với Trung Quốc là không thể xảy ra. Tôi nghĩ cả hai bên có thể đang thực hiện một số biện pháp không thể tránh khỏi trong quá khứ. Ông Baker, người đã nghiên cứu về Trung Quốc trong 10 năm qua, nói rằng họ rõ ràng có thể chiến lược, có kế hoạch. Họ đang cung cấp nguồn lực cho kế hoạch này. Tôi nghĩ rằng họ đang làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình và họ đã tiết lộ những mục tiêu này là gì. Lúc đó ông đã đoán rằng cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục. Theo trang web của Viện Hải quân Hoa Kỳ, chuyên nghiệp quân sự phi lợi nhuận từ dân cho hay, lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hiện đang trải qua một giai đoạn thử nghiệm và tổ chức lại quy mô lớn với trọng tâm là theo kịp bước tiến uy hiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến khi nó xảy ra. Ông biết dựa trên rằng việc sử dụng thủy quân lục chiến hùng mạnh ở tuyến đầu sử như một lực lượng ngăn chặn các lợi thế địa lý của Trung Quốc và điều này có thể làm chậm lại ham muốn mở rộng biên giới và bắt nạt các nước láng giềng của Trung Quốc. Ông nói trên chúng ta cần duy trì tự do trên biển, trên không và trong mọi lĩnh vực. Nếu bạn là Hoa Kỳ, một đội quân viễn chinh rất tốt và rất cơ động để xuất hiện trong các khu vực mà họ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Ông cho hay, nếu việc uy hiếp và ngăn chặn thất bại là cuộc chiến bắt đầu quá nhanh, các quân chủng khác sẽ không được huy động kịp. Thủy quân lục chiến phải sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn tấn công Đài Loan, thì nên chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột này sẽ mở rộng ra tất cả các khu vực và xa hơn là cả Ấn Độ, Thái Bình Dương. Baker cũng nói thêm rằng, để hoàn thành sứ mệnh răn đe Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đánh bại Đảng Cộng sản Trung Quốc khi chiến tranh nổ ra, kỳ phát triển mối quan hệ với các đồng minh trong khu vực. Trong bài phát biểu đầu tiên trước cuộc họp chung của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, Tổng thống Kỳ Rộng Biden nói rằng chỉ hoan nghênh sự cạnh tranh với Trung Quốc và không tìm cách gây xung đột với Trung Quốc.
Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương, giống như Hoa Kỳ ở châu Âu, thông qua NATO, và Hoa Kỳ làm điều đó không phải là để dẫn đến xung đột, mà lễ ngăn chặn xung đột. Ông cũng công khai cảnh báo Trung Quốc và Nga, đồng thời ca ngợi việc hợp tác với Đài Loan. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin vào ngày 19 tháng 5, rằng khi ông bay đến dự lễ tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Biển Hoa Kỳ, ông tuyên bố lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ sẽ nắm một vai trò lớn để đảm bảo rằng mỗi quốc gia đều tuân thủ các quy tắc quốc tế về hàng hải và phát ra cảnh báo với các cường quốc và Nga. Tổng thống Joe Biden nói rằng ông đã thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin về vấn đề vi phạm luật này đối với các nguyên tắc hàng hải cơ bản như tự do hàng hải. Ông nói rằng những nguyên tắc này là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu và an ninh toàn cầu. Ông Biden đã nói khi hệ thống hoặc để các quy tắc có lợi cho họ, mọi thứ mất cân bằng. Vì điều này chúng tôi kiên quyết yêu cầu những khu vực trên thế giới vốn là huyết mạch của giao thương và di chuyển tàu bè phải duy trì, bất kể đó là Biển Đông hay Vịnh Ả Rập, đồng thời cả Bắc Băng Dương cũng nhanh càng có liên quan. Tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Bắc Cực ở Ireland. Ông Ida cũng đặc biệt đề cập đến mối quan hệ đối tác giữa cảnh sát biển Hoa Kỳ và Đài Loan và nói rằng điều này sẽ giúp đảm bảo rằng chúng tôi ở vị trí tốt để ứng phó tốt hơn với các mối đe dọa chung trong khu vực và thực tiễn trách sứ mệnh môi trường nhân đạo có phối hợp. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe tin tức thật sự của chúng tôi.